Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về thủ thuật chúng ta tiếp tục là tăng view, tăng sub. Này, tăng view, tăng sub các bạn nha. Thì mình đi tiếp cái video hôm trước các bạn ha. Là mình sẽ tải một cái video trên Facebook. Những cái video mà quay trực tiếp các bạn nha. Đấy, các bạn thấy cái những cái video có tên quay trực tiếp nè, phát trực tiếp nè. Thì chúng ta tải cái video này lên, các bạn up lên cái YouTube của các bạn. Thì tất nhiên là cái chủ đề của các bạn về khoa học, y học, chiến tranh, lịch sử hay là nói chung là du lịch gì đó tùy các bạn nha. Diễn viên, điện ảnh, người mẫu gì đó. Nói chung là cái nào có lợi cho nhiều người thì nên làm các bạn ha. Rồi đấy, thì các bạn tải, chúng ta tải cái video đó lên, up lên lên cái YouTube của các bạn ha, thì nó không có bị phạm cái bản quyền, trừ khi trong cái video đó có những cái nhạc nền các bạn nha, nhạc nền của cái những cái nhạc có bản quyền thì chúng ta sẽ bị bắt những cái video đó. Nhưng mà các bạn đừng lo, tại vì những cái mà nhiều người biết người ta, hay là cái điều gì đó cực kỳ quan trọng người ta mới quay trực tiếp các bạn ha, thì tất nhiên á thì các bạn làm free không công, nhưng mà nó đem lại lợi ích cho nhiều người thì cái mà quyền lời của các bạn, mặc dù cho video đó là bị đánh bản quyền, nhưng mà cái bản quyền đó nó không bị ràng buộc là khóa tài khoản của các bạn ha. Mình bị rất là nhiều cái nhưng mà mình không có bị khóa tài khoản các bạn nha. Không phải là bị đánh bản quyền là chúng ta bị khóa tài khoản các bạn nha, cái đó nó khác nha. Đây, mình ví dụ vài cái cho các bạn xem nè, mình qua cái YouTube Studio. Đây, cái YouTube Studio này nó hiển thị rất là chi tiết các bạn nha. Đây. Này, các bạn thấy cái chữ S không? Đấy, chữ S mà đô nè, màu cam nè, đấy. Thì cái đó là nó bị hạn chế các bạn ha, hạn chế bản quyền. Hạn chế quảng cáo. Hạn chế quảng cáo các bạn nha. Nếu màu đỏ là chúng ta không được phát quảng cáo trên cái video đó luôn. Nhưng mà hạn chế thì có lúc những cái lượt mà ta xem nhiều tự động là quảng cáo nó hiện lên các bạn nha. Vẫn kiếm tiền được các bạn ha. Nhưng mà cái cơ hội kiếm tiền nó ít hơn. Thành ra các bạn bất kỳ video nào các bạn cũng nên bật quảng cáo hết đi. Để cho cái quá trình mà có những lúc người ta cần đến cái video đó hay nội dung của video đó, người ta xem, nhiều người xem á, thì tự nhiên quảng cáo nó hiện lên, các bạn cũng kiếm được một phần doanh thu trong đó. Còn nếu các bạn không bật á, thì mình mất hoàn toàn cái khoản doanh thu trên đó các bạn ha. Thì đó, có những video mình đã up lại thì cũng được quảng cáo. Đó, mình chia sẻ với bạn cái kinh nghiệm nhỏ. Rồi, cái kinh nghiệm chính của cái mà video hôm nay thì mình sẽ tải cái Facebook, tải video Facebook ha. Đợt trước mình chia sẻ với các bạn rồi ha, thì chúng ta sẽ tải cái video phát trực tiếp này. Các bạn nhìn góc trên đây chỉ có thấy cái biểu tượng của trò chuyện thôi. Đây, mình click vào các bạn nha, mình click vào nè. Đấy, các bạn sẽ thấy ở dưới này sẽ không thấy được những cái tim, thả tim hay là bình luận, nhưng mà chúng ta click cho nó trắng lại. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy các bạn ha, đó, chúng ta sẽ thấy những cái thả tim bình luận, mình phát thử cho các bạn xem một tí nha. Đó, các bạn sẽ thấy thả tim rồi ha, bình luận rồi ha, nhưng mà chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ không thấy nữa, và đồng thời chúng ta cũng không thấy được cái tùy chọn ở góc xét góc phải này các bạn nha, không có cái tùy chọn ba chấm là chúng ta chọn, chúng ta sao chép được cái link liên kết video này, thì làm sao để mà lấy được cái link liên kết video của cái trang này mà không dùng máy tính thì chúng ta làm như sau các bạn ha. Thì video trước mình nói cũng 50-50% là đúng chứ không phải sai các bạn nha. Thì thực chất á, là chúng ta vào đây chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy được cái liên kết này cả. Thì đó là mình cũng nói đúng một phần chứ không phải là hoàn toàn sai các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta lấy được cái link video này. Mình đã mò có cái gần 3 tiếng đồng hồ các bạn. Mấy ngày trước mình mò gần 3 tiếng đồng hồ mà mình mò hoài đủ cách, không có nào mà mình lấy được cái link liên kết trực tiếp trong đây. Thành ra mình bó tay, là mình nói với các bạn là bó tay là như vậy. Thì bây giờ để chúng ta lấy được một cái video mà chúng ta thấy quay trực tiếp thì các bạn làm như sau. Để mình phóng lớn lên các bạn ha. Rồi, các bạn vào video, vào cái trang, trước tiên là chúng ta vào cái trang chủ của cái fanpage. Đó, trước tiên chúng ta vào cái trang của cái
diễn viên hay là nhân vật nổi tiếng nào đó, thì chúng ta vào cái trang đó, rồi chúng ta vào cái video. Đấy, chúng ta vào một video các bạn ha. Rồi chúng ta biết chắc là cái video nào là dành phát trực tiếp các bạn nha. Ví dụ mình ví dụ đây, tại sao mình biết cái video nào phát trực tiếp, thì các bạn mở thử một cái thì chúng ta nhìn vô chúng ta không thấy bình luận mà cái kiểu mà thả tim đâu nè, hoặc chúng ta có cái gì chọn ba chấm trên đây ha, là chúng ta chọn thử nè. Đó, các bạn sẽ thấy những cái giao diện như thế này, thì tất nhiên là không phải là cái video phát trực tiếp các bạn ha. Thì chúng ta không chọn video đó, chúng ta chọn đúng cái video phát trực tiếp. Mình ví dụ là cái video đây, clip tổng kết đây nó đâu rồi. Ngay mình mở thêm một cái video cho các bạn xem nha. À, thì video này là không phải nữa nè. Đấy, rồi nè, một trăm mấy thời gian nè, trăm mấy phút nè. Đấy, các bạn thấy không, có bình luận nè ha, có bình luận nè. Đấy, rồi có tim thả nè, tim thả rồi đó. Thì chúng ta biết cái video này là video phát trực tiếp, thì bây giờ chúng ta sẽ tải video này lên. À, tải video này, lấy cái đường dẫn liên kết để chúng ta copy vào cái một trang web để chúng ta download nó. Thì các bạn khi mà biết được cái video đó là phát trực tiếp rồi, các bạn nhớ cái tên đây, chúng ta nhớ cái tên này, lễ bế giảng khóa sinh hoạt hè 2019. Chúng ta nhớ vài cái từ quan trọng chi tiết thôi các bạn ha. Đây rồi, bây giờ mình đã search sẵn rồi các bạn nha. Các bạn nhớ gõ lên chữ trực tiếp lễ bế giảng khóa sinh hoạt hè đấy, hoặc là 2019 nữa càng tốt. Hoặc là các bạn gõ từ khóa tìm như thế này, cái trang fanpage của các bạn và cái tiêu đề của cái video phát trực tiếp đó, có nghĩa là cái tên tên mà fanpage là đầu tiên, rồi sau đó đến cái tên tiêu đề video phát trực tiếp. Thì chúng ta sẽ tìm, gõ trong cái ô tìm kiếm này thì chúng ta tìm nó sẽ ra các bạn ha. Bây giờ mình tìm sẵn rồi, bây giờ mình click vào cái tên này luôn các bạn nha. Mình viết vào cái dòng này. Đấy, mình click vào dòng này, các bạn sẽ tìm và chúng ta thấy được cái tên video phát trực tiếp đó cùng với cái điểm thời gian các bạn nha. Các bạn xem coi đúng cái khoảng thời gian đó không. À, nếu mà đúng chính xác cái khoảng thời gian và đúng cái tên thì chúng ta sẽ mở cái video đó lên. Đấy, chúng ta mở video đó lên. Nói các bạn thấy có một điều khác biệt rất là rõ ràng ở đây nè. Đấy, chúng ta sẽ thấy được ba chấm sẽ góc trên cùng này, các bạn thấy không? Đấy, đó, chúng ta click vào ba chấm này, chúng ta sao chép cái liên kết các bạn nha. Đấy, chúng ta sao chép cái liên kết ở đây. Đây, chúng ta sao chép ở đây. Rồi. Rồi các bạn lấy cái liên kết này, chúng ta qua một cái trang web. Đó, dùng cái trình duyệt Google Chrome hay là cốc cốc hay là Firefox, Opera, tùy các bạn ha. Nói chung là trình duyệt web là ok. Rồi chúng ta vào cái trang Getfit hôm trước mình đã nói với các bạn ha. Đây, chúng ta vào cái địa chỉ trang getfit.com. Đấy, chúng ta vào như thế thôi, không cần phải gõ phía sau các bạn ha. Đây là cái video mà mình đã làm thử các bạn. Đấy, mình test thành công rồi ha. Đấy, và chỉ cần chúng ta download về là ok. Bây giờ các bạn click vào đây, trang chủ là ở đây. Chúng ta click vào, cứ cứ làm xong một cái video tải xong chúng ta click vào đây cho lẹ. Đấy, các bạn click vào ha. Rồi các bạn refit cái. Rồi chúng ta lui lại coi nè. Rồi các bạn click vào ba ba gạch này cũng được nè. À, mình lấy vào coi. Mình xóa chữ N đi các bạn nha. Xóa chữ N đi, Enter đi. Đó, nó sẽ ra chuẩn hơn các bạn ha. Rồi. Và các bạn muốn tiếng Việt thì chúng ta thêm chữ V V V N A, V chữ Y ngắn phía sau là ra trang tiếng Việt các bạn ha. Bây giờ mình sẽ dán cái video, cái link, mình sẽ dán cái video mới copy đây. Rồi chúng ta bấm download các bạn nha. Rồi sẽ hiện ra đấy, các bạn thấy không? Sẽ có cái thời gian ở đây, sẽ có thời gian ngay góc phải của cái icon nhỏ của cái video đây. Đấy, các bạn thấy không, 2 tiếng mấy nè. Ok, vậy là đúng đúng rồi. Chúng ta bấm click vào ok download về các bạn ha. Chúng ta download về thôi. Rồi chúng ta download về nè. Đấy, hiện dung lượng các bạn nha. Chúng ta coi 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 dung lượng bộ nhớ mình coi trống không các bạn ha. Đấy nè, chúng ta có thể chọn đây nè. Đấy, chúng ta chọn cái dung lượng hệ nhớ nè. Đó, chúng ta tải vô hệ nhớ các bạn ha, để cho cái linh hoạt hơn. Nên nếu mà bộ nhớ chúng ta đầy quá, rồi chúng ta tải về hệ nhớ, chúng ta tải về. Các bạn tải về, mình ví dụ tải về rồi các bạn ha, thì chúng ta vào YouTube chúng ta tải về thôi, chúng ta tải lên thôi. Đó, chúng ta vào YouTube chúng ta tải lên, vào cái ứng dụng YouTube của chúng ta nè ha. Tấp 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 nè các bạn nha. Đấy, chúng ta chọn vào cái camera đây. À, click vào đây. Rồi chúng ta chọn vào cái video dưới đây. Đấy. Rồi.
Rồi, các bạn tải video hình thôi. Khá là đơn giản các bạn nha. Tới đây là hầu như là đã hoàn thành rồi các bạn ha. Đấy, đó, mình ví dụ cái video này đi, chúng ta click vào chúng ta tải lên thôi các bạn nha. Bình thường ha. Rồi, vậy là xong các bạn ha. Là chia sẻ với các bạn xong những khoảng là chúng ta lấy một cái video YouTube ha, video của người ta mà hành của mình. Nhưng mà nó không có chắc chắn 100% là chuẩn các bạn. Tại vì ví dụ cái người mà chủ người ta up cái video phát trực tiếp đó đi, rồi cái bây giờ người ta khiếu nại mình, ví dụ trường hợp nha, ví dụ trường hợp người ta khiếu nại đi, người ta khiếu nại mình thì sao, thì chúng ta có thể có trong cái phần mà chúng ta mà giống như là gọi là gì ta, biện luận biện hộ gì đây của YouTube các bạn, nó cho phép chúng ta khiếu nại ngược lại các bạn ha. Nó cho phép chúng ta khiếu nại ngược lại về cái bản quyền đó, thì các bạn tham khảo thêm cái phần đó để chúng ta nắm rõ nha. Nhưng mà không ai mà đời nào mà người ta khi khiếu nại các bạn về mấy cái video mà phát trực tiếp đâu nha, trừ khi là nhạc nền video nó có bản quyền thôi. Còn nếu mà các bạn nói điều tốt về người ta quay trực tiếp, chứ mình giống như là mình giới thiệu cái điều hay điều tốt giùm người ta, thì tất nhiên là cái điều đó người ta sẽ công nhận và cho phép các bạn làm ha. Thì nó cũng là một cái phần lợi lợi rất là lớn để đối với chúng ta mà khi chúng ta lấy cái video mà phát trực tiếp chúng ta đăng các bạn ha. Rồi tiếp tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tìm hiểu về cái mà chèn chèn những cái video trong video các bạn ha, chèn những cái video mà gợi ý trong cái video để chúng ta thu hút được cái lượt lượt like, lượt subscribe, lượt chia sẻ các bạn nha. Mà trước khi làm điều đó mình giới thiệu với các bạn những cái tính năng mà hiện tại YouTube đã hỗ trợ, cũng như là những cái tính năng thiếu sót của YouTube. Cái phần mà mình mới vừa nói đó mình sẽ giới thiệu cuối video các bạn nha. Rồi bây giờ mình giới thiệu với các bạn về tính năng của cái mà video YouTube, YouTube ha. Đấy thì cái video YouTube này đấy các bạn nha. Đây đó, hôm trước mình chia sẻ cái video trước mình chia sẻ với bạn tải về rồi nha. Đấy thì cái thằng này nó có cái hay mà nó cũng có cái nhược điểm là mà nó chưa chưa đầy đủ hết các bạn nha. Ví dụ đi, ví dụ cái này đây, cái phần mà xem đây tất cả video đây, đang ở một video các bạn ha, đang ở một video, và ở mục này thì chúng ta sẽ thấy được tất cả những video chúng ta, đấy chúng ta thấy được tất cả những video chúng ta có thể xem ở đây đó. Chúng ta click vào đây các bạn nha, click vào cái đây, click vào cái mấy gạch này nè, nó ba gạch này ha. Rồi chúng ta chọn những cái video mới nhất hoặc là những cái video mà được xem lượt xem nhiều nhất đấy. Rồi, video mới nhất trên đây đấy, thì chúng ta xem được chi tiết và rất là chính xác đó, thì xem trong cái kênh của chúng ta thôi đấy, rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái công cụ khóa tìm kiếm đây các bạn ha, chúng ta tìm được cái những cái chủ đề, những cái video mà chúng ta đã upload lên chẳng hạn đấy. Mình ví dụ tìm một cái từ khóa đấy. Thì nó sẽ hiện ra những cái video mà nó liên quan tới từ khóa đó, hoặc là những cái video mà nó có gợi ý từ khóa giống giống các bạn ha. Thì đấy, thì chúng ta rất là linh hoạt và làm rất là nhanh trong cái việc mà chúng ta chọn cái video của mình để chúng ta chỉnh sửa. Mình ví dụ chọn cái video này đi đấy, trong cái studio YouTube, cái app của CH Play cung cấp á, thì chúng ta sẽ làm được những điều gì trong đây thì các bạn sẽ thấy được những cái điều như sau. Trong cái video này chúng ta đồng thời chúng ta sẽ thấy luôn được cái bình luận các bạn ha, và chúng ta xem được cái bình luận đây, và chúng ta có thể trả lời trong đây luôn. Đây mình ví dụ trả lời đây luôn, phản hồi trong đây luôn các bạn ha. Đây chúng ta phản hồi ở đây luôn thì nó khá là hay. Đây giữ giữ xem xét này, hoặc là có những cái bình luận nào nó bị ban gian lận này kia, chúng ta có thể lọc trong này luôn các bạn ha. Đấy rất là hay. Thì trong đây thì còn tính năng nào nữa các bạn, chúng ta sẽ thấy được những tính năng khi mà chúng ta chọn vào cái bút này ha. Đấy, những cái tính năng mà trong cái app YouTube hiện tại không có được các bạn nha, là cái tính năng mà cài đặt nâng cao các bạn ha. Là chúng ta vào đây chúng ta sẽ chọn cái video này, nó không
thuộc quyền trẻ em đây, hoặc là thuộc quyền trẻ em. Ý xin lỗi các bạn, nằm trên đây đấy, nó nằm ở đây, đối tượng người xem này các bạn ha. Đấy, chúng ta chọn đây đấy, thì chỉ có cái app này mới có cái tính năng này thôi, còn cái app YouTube truyền thống trước đây là không có tính năng này các bạn nha. Đấy, thành ra chúng ta khi mà up một cái video rồi, chúng ta phải nhảy qua đây chúng ta chỉnh liền nếu mà các bạn dùng điện thoại. Còn các bạn mà dùng máy tính thì nó đơn giản nhiều các bạn ha, có cái mục tùy chọn ngay cái chỗ mà chúng ta upload video luôn thì nó dễ hơn nhiều rồi. Còn nếu mà chúng ta dùng điện thoại hết để up video, chúng ta bắt buộc phải vô đây các bạn nha. Và nó có hỗ trợ tính năng mà chọn kiếm tiền đây nữa các bạn ha. Đây, ở đây nó còn cái video mà chúng ta chọn đây nữa nè, nó hay cái này nữa các bạn nha. Đây, chọn ở cuối video quảng cáo nè, đó, dù quảng cáo các bạn muốn quảng cáo ở cuối video bạn chọn thêm đây, hoặc là cái thời gian quảng cáo giữa video là chọn ở đây các bạn ha. Đây, mình ví dụ các bạn chọn vô đây rồi, ở đây nó không 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 cho mở các bạn nha. Này, nếu mà chúng ta muốn muốn quảng cáo ở giữa video thì chúng ta gõ vô đây luôn rồi các bạn nha. Rồi, để chỉnh sửa hãy truy cập USB trên máy tính của bạn. Rồi, các bạn có thể lưu lại ha. Đó, các bạn là chỉnh xong chúng ta lưu lại. Rồi, ở đây chúng ta có thể chỉnh hình thu nhỏ đây luôn được các bạn ha. Chơi giống như bên kia thôi nhưng mà nó hiển thị khá là rõ, nhìn rõ hơn nhiều các bạn ha. Không không cần nhất thiết chúng ta phải vào cái trình duyệt web chúng ta mới thấy được các bạn nha. Cái app truyền thống của YouTube thì chúng ta không thấy, nhưng mà cái app Studio này là chúng ta đã thấy các bạn nha. Đấy, thì nó cũng có cái giới hạn trong đây, một phần giới hạn các bạn ha. Đây mình coi, hình như là cái giới hạn ở trong này là mình không chỉnh sửa và copy được thì phải. Đó. Ví dụ cái tab đây, cái thẻ đây, đấy. Cái thẻ là chúng ta chỉ gõ được thôi các bạn nha. Cái thẻ trong cái phần này chúng ta chỉ gõ thôi, chúng ta không có dán copy gì được các bạn nha. Xóa và gõ mới vô thôi chứ không có, chúng ta không có được phép mà chúng ta copy dán gì lại được các bạn ha. À, tiêu đề nè, à, tiêu đề cũng vậy các bạn nha. Tiêu đề là chúng ta cũng xóa và gõ từ mới thôi, chúng ta cũng không có dán mà copy được cái tiêu đề đó các bạn ha. Đấy, đó là cái phần hiện tại nó đang thiếu sót các bạn nha. Rồi mình sẽ loại bỏ. Không. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn thêm về cái tính năng hay của nó. Rồi đây, tính năng hay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần đây, cái phần mà doanh thu rồi các bạn ha. Giống như là cái những cái mà video mà chúng ta nổi bật hay chúng ta được xem nhiều, hay là những cái thống kê đây, nó gọi là thống kê các bạn ha. Đấy, chúng ta sẽ thấy rất là rõ các bạn nha, thấy rất là rõ, rất là chi tiết. Trên đây nó có rất là nhiều, chúng ta nhìn trong đây các bạn ha, nó kéo qua đây đấy, có rất là nhiều doanh thu nè. Đấy, doanh thu của cái từng video nè, bao nhiêu đô nè, khám phá đấy, cái lượng truy cập nè, từ đâu tìm kiếm tới luôn nè. Đấy, Facebook hay Google search nè, nó và những từ khóa mà người ta nhiều nhiều người tìm kiếm nữa các bạn ha. Đấy, rất là hay rồi đó, các bạn tham khảo thêm ha. Đấy, khán giả là lứa tuổi nam nữ, cái độ tuổi ở đâu luôn nè các bạn nha, rồi luôn nước Hoa Kỳ, Việt Nam hay bất cứ ở đâu nè, hiển thị luôn các bạn ha. Nội dung tương tác nó rất là nhiều các bạn nha, rất là nhiều, cái phần này rất là hay đó. Thì cái hàng YouTube Studio, cái app họ ứng dụng rất là nhiều cái hay trong đây, nhưng mà nó có cái khuyết điểm khá là lớn, rất là lớn, là nó không cho phép chúng ta up video lên. Thiệt tình nha, nếu mà nó cho phép up video lên là hầu như là chúng ta không không muốn sử dụng cái app cũ luôn các bạn ha. Nhưng mà app cũ nó cũng có cái hay, bây giờ mình qua app cũ mình chia sẻ với các bạn tại sao app cũ mà chúng ta phải sử dụng tiếp nè. Đấy, app cũ là chúng ta sẽ có được cái video đây, video tải xuống đây các bạn nha. Ở app mới Studio là nó không có các bạn nha. Ví dụ các bạn đã tải những cái video nào đó, các bạn click vào cái mũi tên tải đây ha, là những cái video nó lưu trong đây. Rồi các bạn vô các bạn xem offline nha, có nghĩa là không có mạng internet thì chúng ta vẫn xem được khi mà chúng ta đã tải về thành công các bạn ha, thì chúng ta sẽ xem được các bạn nha. Đó, đó là cái tính năng mà ưu việt của cái app cũ các bạn ha. Rồi, app cũ nó còn cái hay gì nữa ta? Rồi, chúng ta sẽ có được những cái lịch sử nè, xem sao nè, đấy, những cái video nào chúng ta muốn xem sao thì chúng ta lưu vào các bạn ha, lưu vào để chúng ta xem các bạn nha. Rồi, cái lịch sử video mà chúng ta đã xem những video nào đó nó lưu lại luôn. Rồi,
hoặc khi đến nó không chuẩn các bạn nha. Thì mình nói thiệt tình là nó không chuẩn bằng cái app YouTube Studio mới các bạn ha. Nó không chuẩn, nó hiển thị những cái mà người ta đã bình luận rồi mà nó không hiện nữa các bạn nha. Đấy, nhưng mà nó được một cái là nó hiển thị những cái kênh mà chúng ta đã đăng ký, mà những cái kênh mà ta họ họ up lên những cái video gần nhất các bạn, thì nó sẽ hiển thị luôn để chúng ta biết, chúng ta theo dõi cái danh sách này mà chúng ta click vô chúng ta xem là những cái video mà chúng ta cần xem các bạn ha. Đấy. Rồi tiếp đó là cái app cũ này nó có cái mục cài đặt. Đây. Chúng ta vào cái kênh của bạn để các bạn sẽ vào được cái tính năng này. Nếu không thì chúng ta phải dùng cái trình duyệt web thì chúng ta mới mới làm được cái tính năng này các bạn nha. Rồi các bạn vào đây, vào cộng đồng đây. Đây cộng đồng đây. Các bạn vào một cộng đồng này ha. Đấy, chúng ta có thể viết xem lại những cái bài viết mà chúng ta đã viết trước đây các bạn nha. Đấy. Những cái bài viết mà giống như cho các bạn viết những cái nhật ký đấy. Đó, chúng ta viết chữ, chúng ta đăng ảnh à, đó đó là cái tính năng hay của cái app cũ nó hỗ trợ rồi, hoặc là cái kênh, những cái kênh mà chúng ta đã đăng ký nữa các bạn nha. Mình đăng ký rất là nhiều kênh các bạn nha, trên sàn Palab gì cũng có đăng ký, nhưng mà cái video mà người ta quay nó hay không là mình like đó là chuyện khác, mình đăng ký kênh là một việc, nhưng mà mình like cái video người ta chia sẻ là một chuyện khác các bạn nha, hai cái khác nhau các bạn ha. Tại vì ai thì cũng có cái điều hay để chúng ta học, có nhiều người có những cái kinh nghiệm hay chúng ta cần phải nâng cao lên các bạn ha, nên thành ra là mình theo dõi nhiều người, những cái thành phần nào mà nó quá lập dị đi, giống như những cái thành phần nào mà khoe khoe những cái điều mà chúng ta không thể xem, nói chung là thuần phong mỹ tục của nước mình không chấp nhận được, là những cái điều đó là mình không có theo dõi những cái kênh người đó thôi, còn chứ bình thường thì mình sẽ like hết các bạn ha. Các bạn á, xem vô cái danh sách phát của mình là các bạn sẽ đủ biết mình tạo những cái list danh sách rất là nhiều các bạn nha. Mình tạo hầu như là có cái kênh mình là cái kênh duy nhất mà mình tạo cái danh sách phát nhiều nhất luôn, mình dám chắc cái điều đó luôn các bạn. Tại vì có những cái video mình chỉ cho vô một một video mà cho vô một cái danh sách phát thôi, do là mình muốn muốn chia sẻ nhiều đến mọi người những cái điều hay, nhưng mà cái danh sách phát này nó có ý nghĩa rất là lớn các bạn ạ. Chúng ta đừng có xem thường các bạn ha. Cái danh sách phát này á, các bạn đặt những cái tiêu đề mà nó thường được tìm kiếm trên Google hay là trên YouTube đó, thì cái danh sách phát này nó sẽ liên kết luôn với cái video của người khác, mặc dù là cái video của người khác, nhưng mà đồng thời cái video, cái danh sách, tên danh sách phát đó người ta tìm được đến bạn thì người ta sẽ đăng ký bạn dễ hơn. Đó đó là một cái mẹo, cái thủ thuật rất là nhỏ nhưng mà rất là hữu ích các bạn ha. Đồng thời các bạn giới thiệu cho người ta biết được cái điều hay của cái tên danh sách phát mà các bạn đã chia sẻ. Đấy, mình có thể nói là cái kênh YouTube mình cái danh sách phát là nhiều nhất luôn, nhiều nhất trên thế giới mà. Mình nói không quá đâu mà các bạn coi chóng mặt luôn đó. Đấy, thì tất nhiên những điều hay gì là mình cũng chia sẻ cho mọi người hết, có những gì điều gì hạn chế mình sẽ ghi rõ cái tên trong danh sách phát luôn các bạn nha, mình chứ không phải là mình đụng cái gì mình cũng cũng nói hết, mình chia sẻ điều 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 tốt có, điều tránh nên tránh có, chứ không phải là điều 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 tốt hết hoàn toàn các bạn ha. Và không phải mình chia sẻ mấy cái tào lao xà bá láp, nói chung là cái gì mà nó có lợi cho nhiều người thì mình mới chia sẻ các bạn ha. Rồi trong cái phần mà app cũ của YouTube á, thì nó cũng có cái hay nữa, nó cũng có cái hay các bạn ha. Này, trong cái mục cài đặt các bạn, chúng ta nếu mà các bạn muốn tránh tránh những điều người khác quan tâm tới thì chúng ta vào đây các bạn nha. Đây, vào cài đặt, vào lịch sử và quyền riêng tư, và các bạn vào trình duyệt web cũng chúng ta vào đây cũng được. Các bạn xóa trước tiên, chúng ta xóa hết lịch sử xem nè, xóa hết lịch sử tìm kiếm nè, rồi bắt đầu các bạn tạm dừng lịch sử xem. Đấy, lịch sử tìm kiếm thì các bạn để đi, tại vì có mình biết, có ai biết đâu. Đấy, còn không thì các bạn khóa luôn càng tốt. Thì đó, chúng ta tạm dừng lịch sử xem, lỡ các bạn có xem những cái điều gì không hay, có nghĩa là bạn bạn không phải mục đích chính là mình muốn xem những cái điều không tốt đẹp, nhưng mà mình muốn tìm hiểu coi cái lý do này, cái video này nó nói về cái gì, rồi cái ảnh hưởng đến mọi người ra sao, rồi cái nguy cơ tác hại của nó về sau như thế nào đó. Ví dụ mình xem những cái video đó là mình với cái ý đồ như vậy, chứ không phải là mình xem để mình
với cái ý mà thích thú mà muốn tìm hiểu mà để làm cái gì cho nó lợi ích mình không có mà ha. Ví dụ có những cái cũng là không hay đó nhưng mà mình vẫn xem sơ qua cho biết. Nhưng mà mình phải có cái tâm mà mình loại trừ được các bạn nha. Cái điều nào nên xem, một cái đời điều nào nó không nên xem thì chúng ta phải nên loại trừ. Thành ra là mình tắt luôn cái lịch sử xem để cho những người mà ta họ họ chưa hiểu, sợ người ta hiểu nhầm, sợ người ta hiểu nhầm các bạn, sợ người ta hiểu nhầm nên thành ra mình phải tắt luôn là như vậy. Rồi. Rồi à, chúng ta có rất là nhiều các bạn ha. Nó rất là nhiều cái để chúng ta thao tác thì các bạn cứ cứ xem đi, mình nói không hết đâu, mình cũng chưa có xài hết tính năng của nó nữa nên thành ra mình nói cũng không hay nên thành ra biết tới đâu nói tới đó các bạn ha. Rồi rồi mình chuyển qua cái vụ mà ép vào cái màn hình kết thúc các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái trang này đi. Rồi đúng rồi, đây mình ví dụ thêm nữa các bạn ha. Đây mình ví dụ thêm chuẩn bị cũng đến màn hình kết thúc rồi các bạn nha. Rồi bây giờ mình ví dụ những cái video nổi tiếng mà mình các bạn đã đăng ha, các bạn đã đăng. Đây mình ví dụ cái video này đi, nó truyền thống mà nó khá là có ích cho nhiều người các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thứ nhất là các bạn nhớ các bạn nha, nhớ là gõ cái dấu thăng dấu khác này nè, đấy cùng cái tên các bạn không khoảng cách nha. Cái tại vì muốn nổi cái tên này lên đó, là chúng ta không có để khoảng trắng, chúng ta phải viết liền cái rồi đặc biệt dính liền, hoặc là như mình đó, hoặc là viết liền như thế này đấy thì nó mới hiện hiển thị. Thì trung bình nó cho các bạn năm năm cái dấu khác này cùng kèm với cái tên, nhưng mà với điều kiện cái tên rất là ngắn, còn không thì nó chạy tới đây đó, ngay cái vị trí mình đang đang để nè. Đấy là nó cho phép các bạn đặt khoảng tới đây thôi, có nghĩa là cái tên dài thì khoảng chừng hai cái phần khác như thế này là hết, còn cái trung bình là khoảng ba cái bốn cái nếu mà cái tên ngắn các bạn ha. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sổ xuống đây, các bạn sổ xuống bằng cái mũi tên này ha. Rồi chúng ta sổ xuống xem coi cái gì bên dưới, có nghĩa là khi mà các bạn mà đăng một cái video lên, các bạn nên kèm những cái link của video khác. Đấy, những cái link mà liên quan tới những, ví dụ các bạn đăng cái video mà chủ đề về cái cắt bét này đi, mình ví dụ ha, tại vì những cái chủ đề mà liên quan thì tất nhiên các bạn sẽ biết những cái nào nó liên quan trong cái bộ sưu tập video của các bạn thì các bạn biết, các bạn sẽ liên kết với nó. Thì đấy, các bạn sẽ copy, đấy, chúng ta đưa đưa xuống bên dưới như thế này đó. Ví dụ mình ghi phần 1, phần 2, phần 3 đó để khi mà người ta xem xong, người ta xuống cái mô tả, người ta cũng biết được là dưới đây nó cũng có những cái video tương tự tôi có thể tham khảo thêm đó, thì các bạn cũng sẽ đồng thời làm tăng thêm cái lượt view của các bạn. Nó rất là hữu ích các bạn nha. Đồng thời chúng ta thêm cái tab các bạn nha. Ví dụ bây giờ cái video đó nó nói về vấn đề gì thì các bạn sẽ gõ một cái từ khóa ngắn của vấn đề đó đó, nhưng mà nó cái chữ này chữ kia khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa là nó chung một một nghĩa thôi đó, thì nói chung một nghĩa là cắt bét thôi, nhưng mà mình viết nhiều chữ như thế này để cái độ mà tìm kiếm của người ta trên Google nó dễ tìm hơn cái video của các bạn, hoặc là cái từ khóa trên YouTube nó sẽ ưu tiên những cái video mà có nhiều cái từ gợi ý nhất các bạn ha. Mình gọi đây là những cái từ gợi ý, thành ra là các bạn phải phải tạo nhiều như vậy, nhưng mà nó phải liên quan các bạn nha, tốt nhất là nó liên quan tới cái chủ đề mà cái video các bạn đang chia sẻ các bạn ha. Đấy rồi vậy cái phần mục nữa các bạn nha, danh mục nè, danh mục có ví dụ cái video đó nó chuyên về chủ đề nấu ăn dinh dưỡng này kia thì các bạn mà để qua khoa học công nghệ thì nó cũng cũng chất quá các bạn ha, nó cũng không có chuẩn lắm. Thành ra khi mà các bạn thấy video của chúng ta mà nó không có tăng được cái lượt view nhiều thì chúng ta phải đổi cái danh mục này đi, đổi cái danh mục này cho nó gần giống với cái chủ đề mà cái video mình đang chia sẻ thì nó sẽ hữu ích hơn các bạn ha, và người ta sẽ dễ tìm kiếm hơn khi mà ta tìm những cái danh mục đó. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ chia sẻ cái màn hình kết thúc các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái này đi. Đó. Rồi bây giờ để chọn được cái màn hình kết thúc thì các bạn phải vào cái trình duyệt web, mình gõ vô YouTube tại mình có lưu rồi. Đây các bạn vào trình duyệt web youtube.com/mai-video đó. Chúng ta vào cái trang này luôn cũng được. Thì hiện tại thì
cái YouTube nó chưa có hỗ trợ chuẩn trên cái trình duyệt web các bạn ha. Đây dữ liệu của bạn, đây mình chuyển qua cái máy tính bàn các bạn nha, mình chuyển qua cái máy tính bàn đây đó, mình vô cái ba gạch trên đây mình chuyển qua cái máy tính bàn để cho nó hiển thị cái trang của giống như cái trang web của máy tính, thì chúng ta sẽ dễ thao tác hơn các bạn ha, chúng ta sẽ làm việc nó chuẩn hơn, tại vì cái màn hình kết thúc này chúng ta phải làm việc đúng với cái trình duyệt web thì nó mới hỗ trợ cái tính năng mà chúng ta chèn cái màn hình kết thúc các bạn nha. Bây giờ mình sẽ xóa bớt các bạn ha, mình dùng cái YouTube TVO, các bạn sẽ thấy nó nhảy qua cái khác này, nó mình vô cái trang này nè, nó sẽ nhảy qua một cái trang khác. Đây, đây nó nhảy qua chẳng cái trang cũ chứ không hiện cái trang mới các bạn ha. Rồi bây giờ mình vô một cái video đi, mình ví dụ một cái video đây, mình ví dụ một cái video này đi ha, đây mình ví dụ một cái video này nè, đây mình vô chỉnh sửa các bạn nha. Thì trước khi mình ta vô trang này thì tự động nó sẽ vô mặc định như thế này, thì chúng ta có thể vô chỉnh sửa từng video ở đây, hoặc các bạn vô trình quản lý video ở đây, thì tốt nhất chúng ta vô trình quản lý video và các bạn sẽ thấy nó rõ và chi tiết hơn ha. Rồi đây chúng ta vào trình quản lý video, rồi các bạn vào cái phần chỉnh sửa ha, các bạn gom lại các bạn dễ thấy hơn các bạn nha. Đó, chúng ta vào phần chỉnh sửa. Đó, các bạn vào mục chỉnh sửa ha. Rồi, chúng ta vào mục chỉnh sửa nào. Rồi các bạn vào trên đây, đây các bạn sẽ thấy cái chữ màn hình kết thúc đây. Đấy. Đây các bạn thấy chữ màn hình kết thúc ha, chúng ta click vào đây. Đây là cái cũ các bạn nha, cái cũ mình giới thiệu sơ sơ thôi. Mình giới thiệu sơ sơ thôi, một lát mình sẽ chia sẻ với các bạn trên máy tính. Trên máy tính này nó chi tiết hơn các bạn ha. Đây. Các bạn bấm tiếp theo nè. Rồi nó sẽ nó hướng dẫn sơ sơ các bạn có thể đọc ha. Đó, các bạn có thể đọc theo cái nội dung. Đấy. Các bạn gõ vào cái phần đây là thêm thành phần ha, thêm thành phần đấy. Đấy, các bạn có thể là thêm video hoặc danh sách phát nè, thêm đăng ký nè, đó, hoặc thêm cái liên kết. Cái này nó hay hơn cái kia á, là nó chung một cái chỗ như thế này, chúng ta dễ dễ chọn hơn các bạn ha. Nhưng mà nó chung là cái nào nó cái mới thì tất nhiên nó cũng phải có cái hay của nó. Rồi các bạn bấm vô đó, rồi chúng ta chọn đây, chọn video. Chọn một cái, đây, mình chọn một cái video, đấy. Chọn video hoặc danh sách phát, đấy. Trong đây chúng ta có thể gõ gõ một cái video các bạn nha, gõ đây chúng ta có thể tìm kiếm trong đây, đấy. Gõ cái các bạn vô một cái video của các bạn copy cái đường link của video đó, các bạn dán vô đây là nó sẽ hiển thị cái video trong đây luôn, nó hiển thị cái video nằm trong cái danh sách này luôn các bạn ha. Đấy, khi mà ông ta bắt dán cái video thì nó sẽ nằm trong cái danh sách này luôn. Đấy. Còn bây giờ nếu mà nó không hiện thì chúng ta thấy cái video nào mới nhất chúng ta muốn ấy thì chúng ta liên kết, chúng ta click vào cái video đó. Rồi, ví dụ mình click vào cái video này. Rồi, bây giờ mình chọn nó rồi, chọn nó trên đó rồi, các bạn bấm vào tạo thành phần ha. Rồi, chúng ta sẽ tạo ở đây. Đấy. Rồi, các bạn sẽ thấy cái thời gian này các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ thấy cái thời gian ở đây. Đấy, chúng ta có thể kéo nó nè, này các bạn có thể kéo ha, kéo ở giây thứ mấy nè, đấy, đó, chúng ta kéo cho nó ngắn lại, cho nó sát 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 luôn cũng được, sát luôn cũng được các bạn ha, đấy, cho chúng ta cho nó hiển thị cái video này hiện lên là trong vòng bao nhiêu giây á, thì chúng ta muốn muốn ngắn ngắn hơn thì chúng ta chọn chọn ngắn hơn, thì chúng ta muốn dài ra thì chúng ta cho nó dài ra thôi, có nghĩa là hiện sớm thì cho nó dài ra, rồi muốn hiện trễ thì cho nó ngắn lại, vậy thôi các bạn ha. Đó, đó là như vậy. Rồi tiếp đến chúng ta muốn chọn cái đăng ký thì chúng ta chọn tiếp các bạn ha. Rồi chúng ta muốn chọn đăng ký thì chúng ta chọn đây thôi, có nghĩa là tạo cái biểu tượng kênh để người ta thấy, người ta đăng ký, ta click vô vậy thôi các bạn ha. Rồi chúng ta muốn chọn thêm một cái video khác thì chúng ta bấm vô đây, chúng ta tạo tạo thêm một cái nữa. Đây, chúng ta chọn một cái video khác. Cái này cái phù hợp với người xem là tự động cái này nó sẽ mặc định là nó hiển thị một cái video bất kỳ. Rồi đấy, nó hiển thị một cái video bất kỳ,
khi mà gần tới cái đoạn này, video các bạn phát gần tới cái đoạn này á, là nó sẽ tự động nó phát cái video đó lên, mà video bất kỳ nó tự chọn các bạn ha, hệ thống nó tự lọc, hệ thống của YouTube nó tự lọc các bạn ha. Rồi các bạn xong thì chúng ta lưu thôi các bạn nha. Đấy, xong rồi chúng ta lưu lại thôi. À, đây đây, đây còn đấy. Quên nữa các bạn, đây chúng ta kéo ở đây nè nha, đây đây còn đây kéo nữa nè, này nó báo hai cái chung nó đỏ nè, các bạn thấy không, nó báo đỏ nè nha, đấy nó báo đỏ là hai cái đang nằm chồng lên nó không cho, bây giờ chúng ta phải phải kéo nó ra đấy. Thì khi mà chúng ta phát video thử, chúng ta chạy, các bạn phát video thử ha, rồi đó, rồi các bạn chạy tới cái đoạn đó, các bạn chạy tới cái đoạn đó, các bạn coi coi nó hiển thị như thế nào đấy. Thôi, coi cái thằng nào nó hiện trước, cái thằng nào nó hiện sau, các bạn có thể chuyển để cho nó tránh trên cái màn hình của chúng ta, nó không bị che lại. Tại cái phần này, cái phần ô này các bạn ha, là khi mà chúng ta đặt rồi là nó sẽ che cái video của các bạn, nên các bạn lựa những cái khoảng trống, mình ví dụ khoảng trống ở đây thì chúng ta để cho nó hiện lên nhưng mà nó không bị che cái nền video của các bạn đang đang làm việc gì đó ha. Rồi đó, khi xong hết rồi chúng ta bấm lưu, bây giờ các bạn thấy nó cho lưu rồi đó, chúng ta click vào lưu thôi ha. Rồi đó là xong cái phần mục cái mà cái màn hình kết thúc các bạn nha. Rồi mình sẽ tiếp các bạn ha. Tất nhiên là trong cái video các bạn cũng nên hỗ trợ cho những cái đoạn mà âm thanh đây, các bạn có thể vào đây, nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển qua máy tính các bạn nha, tại vì cái thằng này nó là cái phiên bản cũ, khoảng thời gian nữa là nó sẽ không cho chúng ta sử dụng cái những cái tính năng này, nó chuyển qua cái mới rồi, thành ra mình sẽ chuyển qua cái máy tính. Rồi thì các bạn muốn sử dụng điện thoại thì nãy giờ tất cả những cái điều mình làm từ đầu video tới giờ là toàn sử dụng điện thoại, còn bây giờ là mình sẽ chuyển qua máy tính để các bạn có thêm những cái kinh nghiệm nhỏ mà chúng ta làm video tiếp với các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua camera, cái này nó hơi khó coi các bạn thông cảm, nhưng mà mình muốn gom vô một cái video các bạn ha. Đấy, nếu mình tách video ra mình chỉnh sửa mình ghép nó mất thời gian lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đây mình sẽ quay quay trên màn hình cho bạn xem, đây nó hơi rõ, nó hơi không rõ lắm các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn nha, mình ví dụ cái video này đi, đấy mình click vào nè, đó. Các bạn vào cái youtube.studio.youtube.com thì các bạn sẽ vào cái mục video ở đây, các bạn sẽ chọn một cái video ha, mình ví dụ cái video này luôn. Rồi các bạn nhìn cái góc bên trái nè, đấy các bạn nhìn góc bên trái nha, chúng ta click vào cái mục chỉnh sửa, trình chỉnh sửa đây đấy. Rồi các bạn bấm vào thêm màn hình kết thúc, đây chúng ta click vào cái thêm màn hình kết thúc nha, đấy đấy nó sẽ mặc định cho chúng ta chọn đây, cái này là một một lượt đăng ký nè, có nghĩa là một cái mẫu đăng ký nè, rồi hoặc là một cái trình duyệt phát video nè, nói tiếng Việt luôn các bạn, nhìn là các bạn biết rồi ha. À, các bạn cũng có thể xóa nha, mình ví dụ mình chọn nhưng mà mình xóa đi, đây mình ví dụ mình chọn cái này đi đó, các bạn click đo vào rồi trên màn hình nó sẽ hiển thị cho các bạn xem ha. Đấy cái phần này ví dụ bạn không thích đi thì bạn chọn ngay đây rồi bạn xóa nó, hoặc bạn chọn cái video này bạn chỉ lấy một cái đăng ký với lại một cái video thôi thì bạn chọn đây, các bạn qua đây các bạn xóa ha, đấy màn hình kết thúc rồi, kết thúc đây đó, các bạn click vào xóa thành phần đây đó, nhưng mà mình bỏ cái đăng ký nè, đây mình bỏ đăng ký nè, mình xóa nè, đấy mình xóa nè đó, rồi các bạn sẽ thấy còn hai cái danh mục video hoặc là cái danh sách phát rồi ha. Đấy bây giờ mình ví dụ mình chọn một cái khoảng thời gian, mình chọn một cái khoảng thời gian các bạn nha, đấy bây giờ mình cho nó phát đi, các bạn muốn cho nó phát tới đâu thì chúng ta click ở dưới này đấy, để coi đấy, nó tới đây là nó hết video phải không, thì chúng ta cho nó hiện đâu khúc dưới này đấy, thì chúng ta muốn biết nó hết đoạn nào chúng ta coi dưới đây các bạn ha. À, chúng ta click vô nè, là click vô đó chúng ta kéo nè, các bạn có thể kéo nha, đè chuột rồi kéo qua đó, đè chuột trái rồi kéo sang các bạn ha. Đấy cái xanh này, cái biểu tượng xanh này các bạn nha, cái nền xanh này nó sẽ tương ứng với cái ô xanh trên đây đấy, thành ra là khi mà chúng ta chỉnh ở dưới thì nó sẽ tác động lên đây, các bạn muốn chuyển cái này nó đi đâu thì tùy các bạn ha. Đấy chúng ta ví dụ chuyển ngay đây, rồi bây giờ thấy hợp lý chưa, chúng ta phát thử các bạn nha. Rồi là rồi chúng ta phát thử,
À, đây chúng ta phát thử các bạn ha, chúng ta lay ở đây chúng ta phát thử thôi. Đấy đó, khi tới chạy tới cái đoạn này đây, chạy tới cái khúc này là nó tự động nó hiển thị trên đây, chúng ta thấy hợp lý, không có bị che hình lại giống như cái video giữa nè, giống như cái màn giữa nè, thì chúng ta ok một cái là thành công rồi. Chúng ta chỉnh cho nó các bạn ha, để chỉnh cái phần này là cái gì thì chúng ta chỉnh vô cái mục này nha. Đó các bạn kéo xuống dưới ha, rồi chọn một video cụ thể nè. Đấy, nó sẽ hiển thị mặc định những cái video mà chúng ta đã tải lên rồi và những cái video ở đây. Đấy, ví dụ các bạn muốn chọn một video cụ thể nào đó thì chúng ta chọn ở đây và chúng ta dán cái video đó lên. Đây mình ví dụ nha, mình thoát cái này ra đi. À, mình đè Ctrl, mình bấm vô chuột vô đây để mình mở thêm một trang nè. Đấy, tại vì mình mở mở cái trang mới thì vô đây mình mới mới, mới ấy được các bạn ha. À, mình ví dụ cái video, mình vô cái video đi các bạn nha. Rồi ở đây nó hay cái nữa các bạn ha, trong cái video này nó hay cái nó cho các bạn sao chép liên kết nè, đó sao tấy đường dẫn liên kết nè. Đấy đó, cái thằng thằng YouTube video thì nó hay cái đó. Rồi bây giờ chúng ta chọn y hồi nãy nè, chọn video nè, để chúng ta dán cái liên kết đó lên trong cái mục tìm kiếm. Đấy, có nghĩa là mấy nãy nó hỏi chúng ta muốn dán cái video nào thì chọn nào. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng cái video đó luôn các bạn ha. Rồi các bạn click vào thôi. Đó, các bạn click vào thôi là các bạn sẽ thấy nó hiển thị ra nè. Đấy. Đó. Rồi, tương tự cái còn lại thì chúng ta chỉnh các bạn nha. Đó, thì chúng ta chỉnh thôi. Chúng ta để góc này, nếu mà trống ok để góc này. Còn không các bạn chuyển xuống góc dưới này cũng được. Đấy. Tùy theo cái nền, cái video của bạn đang hoạt động cái gì phía sau thì chúng ta chọn cho nó phù hợp ha. Chọn nó phù hợp rồi để chúng ta chỉnh cho nó hợp lý. Đó. Còn lại thì chúng ta có thể chọn một cái video khác. Đây. Các bạn có thể chọn một cái video khác, nó ví dụ cái video mà chủ đề liên quan là cái này. Đấy, đấy thì chúng ta có thể chọn cái video này luôn cũng được. Thì chỉnh lại thì đơn giản thôi các bạn ha. Chỉnh ví dụ mình muốn chỉnh nó đây, muốn chỉnh cái video này cho nó về cái chế độ tự động để phù hợp với nhiều video cho người xem thì chúng ta chọn vào đây. Và các bạn bạn có thể chọn lên đây ha. Đặt cái video nào gần nhất mới vừa đã lên thì nó mình chọn đây thì tự động mặc định nó sẽ video mới nhất nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh có cái thời gian các bạn nha. Ở phần này nó hay cái nữa là nó có thời gian đây nè. Đấy, chúng ta chọn cái thời gian đây để chúng ta coi cái video chúng ta nó dễ hơn các bạn ha. Vẫn ta thao tác ở trên đây. Đấy. Ở trong này cái mục này nó cũng cho chúng ta thêm nè. Đấy, chúng ta ví dụ thêm cái mục đăng ký nè, nó sẽ cho thêm nè các bạn ha. Đó, chúng ta không chọn thì chúng ta xóa đi. Đó các bạn ha, trong cái này chúng ta đè chuột trái lên cái là nó sẽ hiển thị nè. Đó, chúng ta chọn liên kết được nè, chọn kênh đăng ký hoặc danh sách phát, nguyên cái bộ danh sách phát nào mà nó liên quan tới chủ đề cái video các bạn đang chia sẻ thì chúng ta chia sẻ lên đó luôn các bạn ha. Rồi rồi chứ xong thì các bạn ở đây chúng ta lưu thôi ha, này, lưu ở đây thôi ha. Rồi rồi các bạn có thể chỉnh, chúng ta chỉnh cho khéo khéo rồi sao mà chúng ta canh canh cái thời điểm video nó hiện lên các bạn nha, thời điểm mà cái những cái video gợi ý nó hiện lên. Đấy, mình ví dụ đi, ở đây cái mình phát nè, mình ví dụ ngay đoạn này mình chỉnh một đoạn trước ngắn các bạn ha. Rồi chúng ta click ở đây một cái, các bạn bấm chữ bay, bay là khoảng cách đó bạn. Đó các bạn thấy không, nó hiển thị video lên nè, nó chạy tới ngay cái đoạn này là nó hiển thị nữa nè. Đó thấy à, đó thì chúng ta tùy mà cơ ứng biến nha các bạn. Có thể cái video nào nổi bật hơn, cái video nào nổi bật hơn thì chúng ta cho ưu tiên nó hiện lên trước, cái video nào nó không nổi bật thì chúng ta cho nó hiện lên sau. Đấy, tùy các bạn ha, chúng ta xử lý. Rồi hoặc bạn cắt video thì chúng ta ở đây, video mà mình chia sẻ cắt rồi. Còn các bạn muốn chèn nhạc thì nằm đây các bạn ha. Đây, chèn nhạc chúng ta click vào đây. À, các bạn muốn liên chèn nhạc chúng ta click vào đây ha. Rồi đấy, rồi rồi các bạn click vào đây dưới này, nó trên web thì nó không có hiển thị bằng cái app, nó không không nó bị giới hạn, nó không giống cái app các bạn ha. Nó không giống cái app là sao, là có những cái bài hát đó, trên cái app nó hiển thị rất là hay. Đây mình ví dụ cái bài Bunny Hop nè, đấy đấy mình lưu lại nữa các bạn, mình lưu lại những cái tên nè. Đấy, rồi mình lưu lại những cái tên này để mình tiện mình add đó bạn ha. Đấy, các bạn sẽ không thấy những cái bài đó
trên cái app điện thoại, app của YouTube đó, thì nó sẽ hiển thị những cái bài mà nhiều người, những bài nổi bật mà nhiều người sử dụng đó, là nó sẽ hiển thị luôn. Còn trên cái web thì nó không có hiển thị. Thành ra các bạn phải tìm trong này ha. Đó, tìm xong rồi các bạn có thể like ở đây chúng ta nghe nè. Đấy. Đó, khi mà chúng ta thấy ok thì chúng ta bấm vào thêm vào video các bạn ha, thêm vào video đó thì các bạn sẽ thấy trên này nó sẽ hiển thị. Rồi, các bạn có thể cho nó ngắn lại. Đây, mình ví dụ ha, đây mình ví dụ cái đoạn này. Để mình tắt nhẹ các bạn ha. Đây, mình ví dụ cái đoạn này đi. Cái đoạn giữa đi, cái đoạn giữa video các bạn, đây mình ví dụ mình cái đoạn giữa video mình không có nói cái gì hết thì mình cho nó vô đây đó, để cho nó có nhạc, nó làm cho nó đỡ mất mất đi cái sự lôi cuốn các bạn ha. Nó có nhạc thì nó sẽ có cuốn hút hơn, thì cái người xem người ta sẽ chú ý nhiều hơn các bạn ha, không có bị nhàm chán trong cái video của chúng ta. Hoặc cái đoạn này đúng cái đoạn này, mình ví dụ cái đoạn nhỏ hơn đi. Đấy, mình ví dụ cái đoạn nhỏ hơn đi ha, cái đoạn nhỏ xíu siêu, ví dụ mười mấy giây 20 giây gì đó, là ngay đúng cái đoạn này là các bạn nói cái điều gì đó nó không phù hợp, và các bạn muốn che được cái giọng nói của mình trong cái đoạn đó, thì các bạn lấy một cái đoạn nhạc nào đó ngắn hoặc cái đoạn gì đó không biết thì chúng ta che lại đây, mà chúng ta không cần phải dùng cái trình chỉnh sửa của máy tính các bạn ha, mình chỉ dùng cái trình chỉnh sửa của YouTube mình làm luôn thì nó rất là hay đó. Đó, các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy cái video mình sẽ có những cái đoạn như thế, có những đoạn mình giống như cái ổ cắm điện các bạn, ổ cắm điện các bạn xem cái ổ cắm điện mà của Hà Lan đó, là có cái đoạn mình không muốn cho mọi người nghe đó, mình đã chèn cái video trong đó, thì các bạn có thể gõ từ khóa ổ cắm điện Hà Lan các bạn xem ha, thì khi xong các bạn chọn vào lưu thôi, chọn vào lưu các bạn sẽ đợi nha, đợi thời gian nó sẽ chỉnh lại, thì các bạn muốn biết nó xong hay chưa thì chúng ta vào cái trình đây, trình chỉnh trình video chúng ta bấm F5, hoặc các bạn bấm refit ha, tùy các bạn đó. Ví dụ chúng ta bấm refit rồi chúng ta bấm tải lại, rồi chúng ta đợi thôi, đợi video nó xong rồi chúng ta nghe nghe cái đoạn video đó rồi nó có nhạc chưa thì chúng ta ok. Có một điều rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng các bạn ha, mình ví dụ cái video trước đây của mình ha, là mình không để ý là nó khá là dài, cái video của mình khá là dài, mà mình để chế độ riêng tư các bạn nha, chế độ không công khai chứ không phải là riêng tư, chế độ không công khai chứ không phải là riêng tư. Đấy, mình để chế độ không công khai, mình chưa chỉnh hết các bạn ha. Đây video này đây, đấy cái video này nè, đấy video mà chia sẻ chặn người bạn trên Facebook rồi nè. Đấy, mình để chế độ không công khai để mình chỉnh sửa, mình cắt bỏ bớt, mình dàn nhạc này kia, nhưng mà cái Facebook nó chưa có duyệt được cho cái kiếm tiền các bạn ha. Thành ra có nghĩa là những cái video mà chúng ta muốn muốn làm cho nó hoàn thiện á, các bạn làm cho nó hoàn thiện xong hết đi, các bạn phải bật kiếm tiền, và các bạn bật trước á, thì các bạn để công khai luôn, để công khai luôn các bạn ha, rồi chúng ta cắt, chúng ta chỉnh sửa sau. Đấy thì nó, hoặc là nếu mà làm như mình á, thì có nghĩa là để không công khai mà bật kiếm tiền rồi chỉnh sửa sau á, thì nó khá là lâu, có khi nó mất 10 tiếng đồng hồ thì nó mới duyệt cho các bạn là kiếm tiền bình thường các bạn ha, mặc dù chúng ta bật trước á, thì đó cũng là một cái gợi ý. Rồi không biết các bạn có gặp giống mình hay không, mình không biết, thì mình ví dụ cái trường hợp của mình nó đặc biệt như vậy thôi. Rồi còn một điểm nữa các bạn nha, để mình suy nghĩ coi, mình nhớ mới nhớ mình quên. Đây, cái điểm mình đang tính nói với các bạn là điểm này. Đây đây video này đáng lý ra là sẽ kiếm tiền được này các bạn nha. Đúng lý ra là mình kiếm tiền được đó, nhưng mà mình để chế độ không công khai rất là lâu. Video này rất là lâu rồi các bạn ha, năm 2017 rồi, nhưng mà tại mình mới chuyển qua chế độ công khai thì nó xác nhận là lại cái ngày mới,
Đó đó là một cái khuyết điểm mà khi mà chúng ta để một video ở chế độ không công khai các bạn ha. Và khi mà cái tính năng chúng ta bật lại kiếm tiền thì nó bị hạn chế các bạn nha. Nó không được như ý chúng ta. Thành ra trừ khi cái video đó rất là đặc biệt cũng như là chúng ta chia sẻ những cái điều gì rất là hay ha. Đó, mình ví dụ cái video trên cùng này nè, là cái video đây, cái video con bò này đây. Nó vẫn để cho chúng ta được cái, tại vì cái video này nó lạ. Thứ nhất là cái đặc điểm của video bên nội dung bên trong nó hơi lạ. Không, bình thường thì chúng ta đâu có dễ kiếm con bò để chúng ta làm cái video này các bạn ha. Thành ra là thứ nhất là nó lạ và nó độc. Thành ra nó giữ cho mình được cái chất lượng video luôn là full HD như gốc ban đầu các bạn ha. Còn bình thường chúng ta mà chia sẻ những cái video mà nó không hay, không lạ, không độc, không hữu ích nhiều thì tất nhiên nó sẽ giảm cái chất lượng video của các bạn từ full HD hay 4K xuống còn 480p các bạn nha. Nó thường mặc định là những cái video nào mà ít người xem hoặc là những video bình thường quá thì nó YouTube mặc định nó sẽ chuyển về chế độ thấp nhất các bạn ha, là 480p đấy. Đó thì chúng ta cũng nên lưu ý những cái điểm này để chúng ta lưu lại những cái video nó quan trọng mà nó không có bị ảnh hưởng gì sao. Ví dụ một cái video đối với bạn là rất là quan trọng ha, nhưng mà chúng ta up lên rồi mà ít người xem quá, lâu dần là video đó sẽ chuyển về mặc định cái chất lượng thấp. Thành ra các bạn nên để ý cái điều này để chúng ta lưu lại những cái kỷ niệm gì đó ha. Đối với chúng ta là nó quan trọng. Rồi, ở video này mình cũng chia sẻ với các bạn khá là nhiều rồi các bạn ha. Rồi nhìn chung lại thì với những cái kinh nghiệm mà trong hai video mình chia sẻ với các bạn mà làm được những cái điều như mình đã chia sẻ thì bảo đảm cái doanh thu của các bạn nó sẽ tăng lên. Ít gì nó cũng sẽ gấp đôi trong vòng 2 tháng các bạn ha. Trong vòng 2 tháng thì mình dám đảm bảo cái mức tối thiểu nhất thôi, chứ mình không dám mình nói anh này anh kia chia sẻ 100 triệu tiền bộ người ta dễ kiếm nó sao kiếm 100 triệu ngon vậy. Thì mình chia sẻ những điều mà mình đã từng áp dụng trực tiếp trên mình, tại vì cái kênh mình rất là bình thường mà mình đã tăng được doanh thu gấp đôi thì tất nhiên là cái điều mình làm nó sẽ có hữu ích đến các bạn nếu mà các bạn chia sẻ những cái video mà nó mang tính mà thời sự hơn các bạn ha. Đấy thì mình cũng có chút kinh nghiệm như thế thôi. Nếu mà những cái kinh nghiệm sau mình có nữa hoặc mình biết thêm mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Rồi, chúc các bạn thành lập kênh ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến ha. Và cái lượng view cũng như cái lượng subscribe và cái tiền doanh thu các bạn sẽ tăng lên bất ngờ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.